Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú Tư, thưa chị Bé, thưa các chư huynh đệ kính mến, giờ mình sẽ tiếp tục mình học sang cái đề sáng giờ mấy đề. Ba đề quá. Bốn đề. Chú Tư không là hai trận rồi đó. Cái này chú Tư một mình là chú Tư đánh ba trận lượt luôn á, ba đề. Thì thôi giờ mình tiếp đi ha. Toàn bi toàn ly bể khổ, khổ tới à, dân sự an nhàn sướng dữ a, ta mãn lòng lo gìn sanh chúng, gọi nhường ơn đức chỉnh phong ca. Hình như ở trong bài để chân đất Bắc luôn phải không, vẫn còn trong bài để chân đất Bắc. Thì nói chung giảng gì thì mình nghe nó cũng được rồi đó, nhưng mà còn có cái hơi thắc mắc một điều là cái chỗ mà gọi nhường ơn đức nè, với cái chỗ gìn sanh chúng. Thôi bây giờ mình sẽ, anh sẽ mở rộng cái đề này cho Cưng một chút, để Cưng thấy một vài điểm để rồi mình cần thiết. Mình sẽ giải quyết những cái thắc mắc, và có một vài chỗ mình cần mở rộng thêm chút cho cái đề mình nó hơi, có một số dữ liệu, cái kiến thức nó hơi nhiều ra tí thôi. Toan ly bể khổ, khổ tới à. Thì đúng là tính toan, và ly là xa lìa. Thì mình nói rằng chúng sanh trong cuộc đời, hồi nãy mình nói đó, ai cũng có một cái bản năng chung, và chúng ta luôn luôn muốn cho mình có cái hạnh phúc, không ai muốn cho mình khổ đau. Và chính vì vậy mới có cái sự ra đời của Phật Pháp. Phật Pháp là đem lại cho chúng sanh cái hạnh phúc và đúng như cái nhu cầu mà chúng sanh muốn. Vậy thì đầu tiên là Đức Thầy viết lên cái câu hỏi và báo cho mình biết trước, đó là toan ly bể khổ. Tức là mình tính làm sao mình hết cái khổ. Vì mình hết cái khổ mình mới có được hạnh phúc. Chứ nếu như mà cái khổ còn là lúc đó không có sự có mặt của hạnh phúc. Tìm lại sự an lạc, tìm sự hạnh phúc là bằng cách chúng ta tính làm sao và chúng ta nghĩ làm sao, tìm cách làm sao để cho mình vượt khỏi cái khổ này và cái gọi là bể khổ. Mình có cái từ gọi là sông mê và bể khổ. Đây là những cái từ ngữ giống như là mình hình ảnh quá, mình diễn tả cái sự việc. Sao gọi là sông mê? Sông thì dài mà biển thì rộng. Mà thường thường sông mê là thường thường nói là ái hà đó. Hôm nãy mình nói là ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Tức là cái tình thương yêu của chúng sanh. Ở đây mình nói về cái liên lụy trần mê, tức là cái thương yêu trên cái sự trần tục gọi là trần mê. Thì nó dài như sông vậy đó. Có những cuộc tình mà cảm của con người nó rất là khổ đau. Nó khổ đau cực kỳ mà nhiều khi người ta muốn dứt, người ta dứt không được. Cái này gọi là sông nó dài lắm. Nó cứ cuốn con người vào và con người không ra được. Có những người họ coi như họ lấy rất mệt mỏi, rất là khổ đau, và họ muốn tìm cách rước ra mà rước ra không được. Cho nên gọi nó là sông dài. Tức là cái tính chất của nó là gì đó. Tức là nó rất là khó dứt ra. Một khi mà rớt cái vật gì mà xuống cái dòng tuôn chảy của con sông là nó cứ kéo mãi mình, và mình không có cách để mình thoát ly ra khỏi cái đó. Cho nên gọi cái tình đó giống như là sông mê, nó dài. Và cái tình này nó còn có cái sự mà kéo dài miên diện, không phải đời này đâu. Vừa hổm mình kể câu chuyện của Hòa Thượng Liên Hoa, chết rồi đó mà vẫn chưa hết nữa. Cho nên gọi là sông mê. Hay hoặc giả là có những cuộc tình mà mình thấy như cái câu chuyện của Ngọc Lâm Quốc Sư là mấy trăm năm sau đó vẫn gặp, cho nên nó kéo dài bất tận luôn. Nó cái mà cái gốc mà có thể nhốt mình trong luân hồi sanh tử, mình cứ lên xuống hoài là do một cái chữ này nè. Cho nên vì vậy cho nên gọi là ái hà. Còn cái khổ, và cái khổ nó lớn lắm, giống như biển. Nếu như mình đi ra biển thì mình nhìn không có bờ mé. Vậy thì mình đứng ở trong cuộc đời này đó, mà một khi tâm mình khổ và cuộc đời mình khổ rồi thì đi đâu cũng khổ chứ. Chạy chỗ nào cũng khổ chứ. Cho nên đó gọi là biển khổ, tức là cái khổ nó mênh mông lắm. Gọi là bể khổ mênh mông, sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi thuyền, ai ngược gió, ai xuôi gió thì gẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Cho nên tính chất của nó là rộng lớn. Có khổ rồi chạy đi kiểu nào cũng không hết khổ. Vì chạy đi đâu bây giờ? Em thiếu tiền, em khổ đó, chạy đi gặp chị Bế được không? Chị Bế giúp cho ít rồi lúc đó mình hết khổ, ví dụ vậy. Nhưng mà có tiền rồi cũng không làm gì được, vài bữa đó cũng hết khổ nữa. Tức là có ai giúp mình đó thì nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Khổ quá không biết làm gì, đi giải sầu bằng những điệu hát, bằng những điệu nhạc, bằng những chén tạc chén thù. Thì người ta nói vung gươm chém nước
chém, nước càng chảy mà uống rượu tiêu sầu, sầu càng sầu, hết rượu rồi nó sầu còn hơn nữa. Vậy thì phải giải quyết bằng cách nào? Đây là cái quan trọng nè. Tôn đi bể khổ, tức là cách nào để chúng ta thoát khỏi cái bể khổ mênh mông đó ở trong cái cuộc đời này. Lên máy bay là hết liền, phải không? Nếu mà chúng ta đứng ở trong cái khổ đó, chúng ta đứng trên chiếc thuyền thì chúng ta sẽ bị kẹt hoài trong bể khổ đó, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy bờ mé. Nhưng mà có ngày nào đó ở trên máy bay nhìn xuống, hay là máy bay nếu mà bay mà nhìn cái biển khổ, cái bể mà lớn quá, như nhìn thấy Bình Dương đồ này kia, cũng chưa chắc là thấy được cái bờ mé. Lên vệ tinh đó, thoát khỏi quỹ đạo, nhìn xuống là thấy ô, cái bể khổ này nhỏ quá, mình nó rộng lớn hơn. Bay cái dèo lên trở là tự nhiên hết. Ví dụ vậy, phải thoát ra khỏi một cái sự bó buộc khổ tới à. Ở đây có hai cách. Cái cách mình trình bày thì thường thường là mình trình bày theo cái cách giống như kinh điển, là cái câu này, tức là thầy dạy mình tìm cái cách làm sao để thoát khỏi bể khổ, vì báo cho mình biết trước là cái khổ kế bên cạnh đó. Nhưng ở đây anh xin trình bày thêm một cái ý này, ngoài cái ý nghĩa kinh điển ra, mình sẽ trình bày thêm cái ý này nữa, là ở đời mình luôn muốn hết khổ, nhưng mà lây quay cái đụng chữ khổ này hoài, gọi là khổ thế à. Mình nói hơi thực tế chút xíu. Tại sao vậy? Tại vì ta nghĩ một điều đó, là cái khổ này nó lớn quá và ta muốn hết khổ, là ta chạy đi đầu này chạy đi đầu kia. Nhà mình nghèo quá, cuộc sống khổ khó quá, giờ mà đằng kia kìa, nhà ta một lá, hai lá, ba tấm, bốn tấm, chắc là vô đó nó vui hơn, nó sướng hơn, chỗ đó nó hết khổ. Ráng làm đủ mọi cách gì đó mà lòn được đi vô đó là vô đó rồi. Mấy lá nó đè nặng hơn nữa, khổ nữa cũng khổ. Nha. Vậy thì muốn tránh khổ, mà chúng ta muốn tránh khổ bằng cái cách của mình đó, là mình cứ nghĩ rằng là ở chỗ này nó khỏe hơn. Đang nhức cái răng quá, đau khổ quá, mà ước gì bây giờ được nhức cái giò. Nhức giò chắc nó khỏe hơn, nhưng mà nhức cái nào nó cũng khổ chứ. Và thường thường là chúng ta hay trông ra ngoài đó. Mình thì ít tiền, nhìn chị Bế buôn bán thì nghĩ rằng là chị Bế có tiền là chị Bế sung sướng hơn mình đó. Nhưng mà chưa chắc đâu nha. Có tiền nó cũng có nhiều cái nỗi khổ trong đồng tiền lắm. Ví dụ vậy đó, thì chúng ta hay có cái tâm lý đó. Chính cái tâm lý này không phải là cách để giải khổ, do vậy mà đụng khổ hoài à. Chạy đụng khổ hoài. Vậy thì muốn giải thoát khổ bằng cách nào? Thì mình sẽ nói. Thường thường là mình hay trốn chạy, hay tìm cách, và hay dòm ra bên ngoài, và chúng ta không biết một điều á, cái khổ nó nằm đây nè. Chúng ta đặt vấn đề, chúng ta phải, nhà nghèo chúng ta phải có một, sau này tương lai mình phải ước mơ là có một cái nhà một lá, hai lá, ba tấm gì đó, có một chiếc xe Mercedes hay là xe hay là iPhone gì đó, và chúng ta mơ ước cho có tương lai, và tương lai đó, và chúng ta nghĩ rằng là hạnh phúc, như vậy nó mới hết khổ. Nhưng mà xa quá. Ví dụ gì? Và trong khi mà chúng ta lao đi tìm, và có những người mà họ tìm được rồi đó, tiền nhiều đó, cái lúc mà ít tiền á, sống vui vẻ, hạnh phúc, an lạc lắm nha, mà tới tiền nhiều rồi, nó khổ hơn. Mình thấy có gia đình của cái người quen đó, anh với chị, hồi cái lúc nghèo á, thì nó chung về vật chất thiếu thốn, thì cuộc sống nó khổ, nhưng mà lúc đó ta nói là gì? Cục muối cắn hai, nó ngọt lắm, ăn muối nó cũng ngọt nữa. Lúc đó ăn chanh nó cũng ngọt, nó ăn cái gì nó cũng ngọt chứ. Rồi sau này cố gắng làm lụng bán bánh mì thôi nha, mà giàu luôn, mỗi một ngày là lời mấy triệu. Bán bánh mì nhờ bán ở gần mấy cái công ty đó, chỉ có một cái nghề duy nhất là bán bánh mì thôi. Nhưng mà thật sự mình không biết là tại vì cái nghiệp đó, chả đó, nhất là bánh mì chả đó nha. Mình ở trong đó mình biết là chị kể lại cho mình nghe đó, thật ra cũng hơi cắn cái lương tâm. Chả mà mua mấy cái loại mà người ta nó... mấy cái loại cá này cá kia, thí dụ như nhiều khi nó hơi ôi hơi thiêu hay hơi gì đó ha, hay hoặc giả là mấy cái dụng vặt đó gom lại hết, ta có cách ta xử lý hết, ta làm cho nó ngon lại và được gối thành cái đồ chả rất ngon. Cái đó nó rất rẻ mà đem về bán nó ngon, và bán nhiều ngày như vậy trên cái tinh thần này, cho nên tiền nó vô ào 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 lên luôn một cái nhà một lá luôn. Và sau khi có cái nhà một lá rồi thì cái ông chồng ổng ra lá thứ hai, ổng có vợ bé. Khổ đó, cho nên mình cứ nghĩ là chúng ta phải đặt cái mình cầu, mình cứ nghĩ là phải có cái này có kia mới vui, nhưng mà thực chất đó là gì? Khổ ở đây nè, không phải là có tiền thật nhiều nó mới vui, nó mới hạnh phúc, không phải là có đủ thứ như mình muốn. Thật ra đó, trong ta bà này mình đã nói là bể khổ rồi, ai cũng khổ. Và nếu chúng ta biết rằng cái khổ là do tâm, tức là tham cầu không chịu tri túc thường lạc là khổ thôi.
biết nhìn xuống sống cuộc đời mà biết dòm xuống chút, dòm lên á. Bữa nay cứ nói chị bé hoài, tại lâu lâu có chị bé, em dòm lên em buồn lắm, tại vì không bằng chị bé, em sẽ cảm thấy khổ. Nhưng mà nếu dòm xuống thì sao? Rất là nhiều người hiện tại bây giờ ngồi chơi chú đi. Vậy mà 20 mấy ngàn trẻ em cứ mỗi một ngày như vậy đó, mỗi một ngày như vậy là chết vì đói, chết vì đói. Cứ mỗi một ngày, thì nãy giờ mà mình ngồi mấy tiếng đồng hồ đó là trên thế giới này đã có không biết bao nhiêu đứa trẻ em nó sẽ ngã ngang vì đói. Mình quá hạnh phúc mà phải không? Mình bây giờ ăn uống đầy đủ, vậy mà nhiều khi chê đó, tàu hủ với rau luộc ăn hoài còn ngán đó. Phải kiếm chả giò, chả đòn gì ha. Không thôi cái gì ngon ngon, mà thậm chí nhiều khi ăn không đủ nữa, bây giờ phải hỏi coi ăn trứng được không, trứng công nghiệp ví dụ vậy. Nó có nhiều cái sự đòi hỏi của mình, ví dụ vậy. Thì chính vì sự đòi hỏi này và chúng ta không biết cái ý nghĩa của cái sự có mặt trong hiện tại của mình, cái sự mà mình có ở đây đó, là nó rất là hạnh phúc so với tất cả những người khác, đôi khi người ta không có. Vậy thì chúng ta chịu khó là nhìn lại mình và chúng ta nhìn xuống một chút, sẽ thấy đời nó đẹp hơn và đời nó rộng hơn. Vậy thì khổ do tâm chứ không phải do cảnh. Và muốn tìm hạnh phúc đó, không phải là chúng ta phải dòm, phải đi tới cái núi đó chúng ta mới an tâm, hay là phải đi vào cái nhà đó chúng ta mới sung sướng, mà là cảm nhận được cái sự an lạc hạnh phúc ngay cái mình đang có. Bây giờ mình thở được, mình thấy hạnh phúc không? Có biết bao nhiêu người trong bệnh viện bây giờ đút oxy đó, thở khịch khịch mà thở còn không được đó. Và chúng ta bây giờ chúng ta còn nói được chúng ta hạnh phúc không? Có rất là nhiều người họ không nói được. Và bây giờ chúng ta còn nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh là chúng ta thấy mình hạnh phúc chưa? Mình nghe cái lời tâm sự của một đứa trẻ mà nó mù. Mình có rất nhiều cái mơ ước trong cuộc đời, mình có quyền mơ ước thật lớn, nhưng mà cái đứa trẻ em này đó, nó không có mơ ước gì lớn hết. Nếu nó nói rằng nếu mà con mà được sáng mắt một ngày, con được thấy cô, thấy chú, thấy bác, thấy những người thân mình và thấy được cái cảnh mà nó đẹp như thế nào, một ngày thôi con chết con cũng vui nữa. Vậy mà mình có ánh mắt sáng để mình nhìn mọi thứ, nhưng mà mình vẫn thấy khổ, là nó nằm ở trong đây nè. Sự tham cầu của chúng ta đem lại cho chúng ta cái khổ đau. Do vậy mình muốn tránh khổ bằng cách là mình tìm kiếm cái hạnh phúc, mà vô tình trên đường đi tìm kiếm hạnh phúc đó, mình dẫm đạp lên những cái hạnh phúc đang có ở trước mặt của mình. Vậy cho nên khổ hoài. Mình nói tức là mình nói hơi cái ý ngoài kinh điển cái ý đó một chút, mình sẽ nói luôn cái ý về đạo đức tu tập một chút. Tức là nguyên tắc của khổ đau hay hạnh phúc là gì? Hạnh phúc nó không phải là đích đến. Mình luôn nhắm cái đích đến, tôi phải được cái gì đó tôi mới hạnh phúc, nhưng mà không, hạnh phúc là những bước chân mình đang đi. Bước chân mình đang đi, cái đó gọi là cách để giúp cho chúng ta thoát khổ, gọi là tôn ly bể khổ, khổ tới à. Rồi dân sự an nhàn, sướng dữ a. Dân sự là đời sống của con người mình đó, kêu là dân sự, tức là mọi cái việc sinh hoạt xảy ra, mỗi ngày xảy ra, ăn uống làm lụng, rồi chúng ta giao lưu, chúng ta giải trí, giải thể thao, hay là chúng ta làm bất cứ một cái việc gì đó, thì cái đó gọi là dân sự, tức là mỗi người dân trong cuộc đời đều có cái sự việc, tức là công việc để tạo ra cái mưu sinh, cái việc sống, là cuộc sống của con người gọi là dân sự. An nhàn tức là thông dong tự tại. Mà cái từ sướng giữa a, sướng giữa a là sướng giữa a đang chắc lử á. Biết là bao nhiêu người họ ở bên mình đó, họ đang khóc lóc, họ đang quằn quại, họ đang nằm lê liệt đó. Còn mình ở đây mình cứ cười túm tím, hay là mình cứ chơi, cứ giỡn hoài. Nói câu này nghe nó mới thấm nè, nghe nó mới đụng chạm nè. Là sao? Gì? Nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài, ví dụ vậy đó. Hồi nãy quên câu đó, ai mà ngao du thì mình cứ nói à, ngao du là đi chơi đó. Nói này nó mới đụng chạm. Thì mình nói cho vui thôi. Vậy thì sướng giữa A là cái gì? Sướng giữa A đây là cái lời mình tắc lử. Mình đang muốn nhắc nhở một cái đối tượng nào đó mà cái khổ nó nằm kế bên cạnh nè. Hay là đang sống trong cảnh khổ mà chả hề biết khổ là cái gì. Thì ai là cái người không biết? Đây là mình nói về ý và mình hiểu cái nghi bóng là gì. Tức là con người chúng ta chưa hề trưởng thành. Chưa hề trưởng thành. Và chúng ta còn trẻ con quá. Đức Phật ví dụ cái hình ảnh ở trong ta bà này là cái nhà lửa tam giới. Và mấy đứa trẻ nó đang chơi nô đùa vì gì? Nó thích cái bóng, nó thích cái đồ chơi. Nữ thì thích búp bê, ví dụ vậy, thích búp bê, ví dụ vậy. Thì cứ lo nô đùa, cứ lo chơi không à. Nhưng mà lửa đang cháy ầm ầm mà nó không hề biết. Vậy thì
nhìn vào thấy chúng sanh khổ như vậy đó mà vô tư quá, còn non trẻ quá, chưa trưởng thành quá, chưa hề có cái sự chuẩn bị gì cho tâm lý cuộc đời của chúng ta. Rất là nhiều những cái người mà đi vào đời họ khổ đau đó là vì họ sung sướng. Trẻ mà từ nhỏ tới lớn mà được gì cưng như trứng, hứng như hoa hay gì đó ha, thì đi vào đời không có bất cứ hành trang gì để chuẩn bị, và thì đi vào đời rất là khổ. Vì sao? Vào đời đó không đơn giản như mình nghĩ. Không phải đơn giản như mình nghĩ. Không phải nghĩ là một túp liều chanh, hai quả tim vàng đó là hạnh phúc rồi nha. Ở ngoài thì mình nhìn vô, mình tưởng tượng, mình nghĩ vậy là hạnh phúc. Nhưng mà vô rồi đó, tới chừng nào mà một túp liều chanh, hai quả tim vàng, tới lúc mà con nó đòi sữa, con nó đòi tiền, ăn bánh, ăn kẹo, hay là con nó đau, nó bệnh hoạn đó, thì cái túp liều chanh này không còn duy trì được hạnh phúc nữa. Thì mình cứ nghĩ như vậy đó, là chúng ta chưa đủ độ trưởng thành trong tình yêu, hay là trong tình thương, trong tình cảm. Thì vậy thì trong cuộc đời này đó, chúng ta còn vô tư quá, chưa đủ cái kinh nghiệm, chưa đủ cái sự trưởng thành. Và thầy đang nói cho mình biết, vậy mà mình không lo, là chúng ta phải làm sao nâng tầm trí tuệ, nâng tầm giác ngộ, và chúng ta luôn luôn có cái sự chuẩn bị tâm lý của mình để từng bước trong cuộc đời mình, trong cuộc đời này. Có như vậy mình mới có thể khỏe được. Người ta thường thường đó, người ta ít có ai nghĩ cái việc là trước khi chúng ta muốn làm cái điều gì đó, chúng ta phải chuẩn bị. Ví dụ như mình gặp cái đối tượng đó, mình thương, mình thích, mình yêu, và mình muốn đem cái tình thương cho người đó, ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự ví dụ như có những người mà họ mới vừa ly dị, hay là mới vừa đổ vỡ trong cái chuyện tình cảm đi, và họ gặp cái đối tượng nào đó và họ thấy anh thương, họ thương liền, và họ nói rằng tôi thương bạn, tôi thương anh, tôi thương em, tôi muốn ban hạnh phúc cho em, thì cái này nó non trẻ lắm, thật sự là non trẻ lắm. Chính mình nè, mình quằn quại đau thương mà mình chưa có thể đem hạnh phúc cho bản thân mình được, thì mình đừng có nói là tôi đem hạnh phúc cho người khác. Không bao giờ có chuyện đó. Vậy thì còn non trẻ lắm, chỉ biết nô đồ thôi. Mấy đứa trẻ nó nhìn thấy cuộc đời này, nó không có thấy gì mà chắc chở. Khi mà mình còn trẻ đó, mình nhìn cái gì nó cũng dễ chứ. Nhưng mà khi chúng ta va chạm vào cuộc đời, chúng ta mới thấy rất khó. Làm ra đồng tiền nó cực kỳ khó. Mình phải làm như là một cái con dâu của trăm họ như vậy đó. Cái nghề nào cũng vậy chứ. Nhưng mà khi mà nó chưa trưởng thành, nó chưa thấy được cái này. Và khi mà chúng ta muốn làm cái việc gì đó, thì chúng ta phải biết chuẩn bị tâm lý của mình cho vững chắc. Ví dụ như chúng ta muốn đi vào đời, thì hỏi lại mình coi đã có hành trang chưa, tức là mình đủ độ trưởng thành chưa. Còn nếu chúng ta muốn thương ai đó, thì mình hãy hỏi coi mình có đủ cái chất liệu, hay là mình có đầy đủ tất cả những gì có thể đem cho cái người đó hạnh phúc hay chưa, mới có thể mình đủ để mình thương cái người đó. Chứ mình nhìn lại mình chưa có gì hết trơn, mà trong lòng mình đôi khi là quằn quại khổ đau. Thì tất cả những chất liệu này mình đến cho người ta thì người ta cũng khổ đau thôi, chứ đâu có phải là hạnh phúc được. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị. Và khi mà cái người tu của mình cũng vậy đó. Ví dụ như chúng ta tu, chúng ta muốn thoát khổ, hay là chúng ta tu, chúng ta muốn làm được việc gì đó, thì hãy hỏi mình coi mình đã đủ trưởng thành về cái lĩnh vực đó chưa. Thí dụ như muốn toan độ thế thì phương tiện phải sẵn sàng nha. Mình thấy các vị dẫn viên rồi mình ham, mình thích quá, mình ước hao làm được cái chuyện đó, mình nhảy ra mình làm liền, nhưng mà vốn liếng không có. Rồi á, mình cái kinh nghiệm, cái đủ độ chính của cái việc tu tập không có, mình cũng gia chạm nữa, đủ thứ hết, rồi người ta chê, người ta khen, rồi gặp cái cảnh này, gặp cảnh kia, cái mai mốt, cái đuối, thất vọng, chán nản, nghỉ, không làm nữa, ví dụ gì. Thì cái câu dân sự an nhàn sướng dữ a, mình muốn nói đậm chút đó, là muốn nói rằng cái cảnh sống của con người, cái sự giác ngộ, cái trí tuệ của đạo đức, cái sự giác ngộ chưa có. Giống như là một đứa trẻ nó vô tư quá đi, thì sao? Chắc chắn là nó phải khổ thôi. Đây là tâm sự của một cái người cha mẹ lo cho con cái, lo cho con cái, và nó đang vui trong cái nỗi khổ, mà cái nỗi khổ trực kế bên mà nó chưa biết, mà nhìn thấy là nó chưa hề có bất cứ một hành trang gì để chuẩn bị đối đầu với cái cảnh khổ này. Cho nên rất là lo. Lo thì phải sao? Không thể để yên được. Thấy con mình đó bây giờ nó đang khổ đó, thì phải tạo phương tiện liền. Thì câu thứ ba là câu tạo phương tiện nè. Ta mãn lòng lo dình sanh chúng. Bây giờ tự nó không thể nào tác chế được những cái chất liệu để nó đối đầu với cái khổ đau sắp ập đến này. Thì mình là người lớn, mình đã trưởng thành, mình phải làm cái tạo cái phương tiện gì đó để giúp cho nó. Dình là gì? Chúng ta phải hiểu cái nghĩa rộng là bảo hộ, gìn giữ nha. Tức là phải bảo vệ nó. Bây giờ nó không tự bảo vệ được bản thân nó rồi. Mình là cha mẹ, mình phải tìm cách nào để bảo hộ nó, để gìn giữ nó. Để trong cái khổ đau này, nó sẽ quằn quại. Mình biết rằng là cái tương lai đó đi đến nó sẽ khổ. Mình nhớ cái câu chuyện của Phạm Lãi không? Câu chuyện của Phạm Lãi.
nó non trẻ kinh nghiệm đó. Tức là Phạm Lãi muốn cho một cái đứa con, mà cái đứa con út của mình, đứa con này thì nó ăn chơi xa xỉ, nó không có quan trọng về đồng tiền bạc, đi qua cứu cái người anh mình, hình như lúc đó nước Tề hay gì đó. Nhưng mà sai một cái đứa này thì bà vợ bà không chịu, bà nói muốn đi cứu người á, nhất là đang ở trong tù, anh ở trong tù mà sai cái đứa mà nó toàn là lo ăn chơi, nó không có kinh nghiệm thì làm sao nó cứu được. Cho nên bà quyết định, bà yêu cầu là phải sai cái người anh thì nó chín chắn hơn, nó biết tằn tiện, nó biết cần kiệm hơn, nó trưởng thành hơn. Và cuối cùng là ổng không thể nào làm trái ý bà vợ, và cuối cùng đưa cái người đó qua, thì mình biết là cái hậu quả là chính vì cái người này đã bắt đầu biết tiết kiệm rồi, cho nên khi mà đưa đồng tiền ra nó tiếc, và chính vì cái tiết tiền này đã gây đến là chết cái người em nó luôn, mà nó tắt như vậy đó, chết cái người em nó. Thì cái cách này là cái cách không biết làm sao để bảo vệ và không biết gìn giữ. Vậy thì chúng ta muốn bảo vệ, muốn gìn giữ thì trước nhất là chúng ta phải gìn giữ được mình và bảo vệ được mình, và có đủ cái cách. Thì Đức Phật chính là người đã tu và thành tựu đạo pháp, thì hôm nay Ngài sẽ đem cái đạo đức đạo lý để gìn giữ. Câu này là nói tâm, và nói Ngài sẽ tạo phương tiện bảo hộ cho chúng ta, và câu dưới là cách để Ngài bảo hộ nè, đem đạo lý ha. Hai câu đầu là cái dấu hỏi chung, cảnh khổ tới, và cái câu thứ hai là tâm sự đang nặng chịu vì biết rằng cảnh khổ tới, mà những cái đứa con nên thơ của mình nó còn non trẻ quá, nó còn mê chơi quá, nó chưa có bất cứ cái hành trang gì vào trong cuộc đời để nó đối diện với cái khổ đó. Vậy thì tao phải làm sao, tìm cái cách nào đó, bởi vì đây mới nói mãn lòng lo là lo tính toán đủ cách, bây giờ phải làm sao giúp nó, phải làm sao cứu nó, thì phải đem đạo thôi. Gọi nhân ân đức ở đây là mình nói là đem đạo nhận gọi cho chúng sanh, chứ anh không có nói là thầy được nhận gọi. Nhận gọi ơn trên giải đạo màu thì nó cũng có, nhưng mình giải như vậy nó sẽ dễ hơn. Nó có cái mạch văn nè ở trên, tức là gọi nhân ân đức, ơn và đức. Mình muốn nói cho nó đậm, cho nó sâu, để mình biết cách sau này có thể mình cần triển khai cái điều gì đó, mình có thể triển khai được. Ơn là thi ân, bằng cái sự giống như bố thí tức là mình chia sẻ, mình giúp người ta được cái việc gì đó gọi là ơn. Còn đức là gì? Trong cái hành động đó nó chứa theo tâm hồn của mình, cái tâm lành ấy đó, thì cái đó gọi là đức. Vịnh phong ca, phong ca là phong giao, tức là cái lời ca giao ở đây là nó đồng nghĩa với cái từ thi thơ của thầy nãy đó, tức là dùng cái thi thơ thi ca. Tại sao? Ý thứ nhất, tại sao dùng thi ca? Ca dao với những cái câu tục ngữ ca dao, đây là cái này nó được ra đời và ăn sâu vào lòng dân tộc. Có những cái buổi trưa, buổi hè nào đó, chúng ta thường thường nằm võng thì mẹ ru hát mình ầu ơ với dầu, đây là ca dao không? Con ngủ đi con, rồi hay là trời mưa bong bóng bập bùng, rồi ví dụ vậy đó. Đây là những cái lời ca thấm đậm cái tình của cái mẹ dành cho con. Cho nên tại sao Đức Thầy phải dùng thi ca để nói lên cái tiếng lòng? Đây là tiếng mẹ đẻ nè, đây là cái tình thương để dành cho tất cả chúng sanh. Thì những chúng sanh đó như là những cái đứa con, nó đang trong cái giấc ngủ, nó cần thiết cái bàn tay dỗ về âu yếm của bà mẹ. Thì cái bàn tay dỗ về âu yếm đó chính là ân, và cái tâm thương yêu và muốn sao cho đứa con mình an giấc, đó là đức, cái lòng ở bên trong. Thầy cho biết là lời thuyết pháp chẳng vì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là, tức là Ngài thuyết pháp bằng cái tinh thần từ bi vô ngã. Thì cái này đó, lời thuyết pháp của Ngài đi tới đâu là nó thấm tới đó, và nó có ân đức tới đó, nó rung cảm được con người tới đó. Còn chúng ta thuyết pháp là có nhiều lý do, vì tình thuyết pháp, chúng ta muốn thể hiện thuyết pháp, hay là chúng ta muốn vì cái lý do nào đó chúng ta thuyết pháp. Ví dụ gì? Thể hiện là gì? Nói để cho ta biết mình giảng viên, miếng nói để cho ta biết mình có trí tuệ, ví dụ vậy. Thì cái này nó không phải gọi là ân đức, bằng tình thương chân thật xuất phát ra mới gọi là ân đức. Thì Đức Thầy ban bủa giáo pháp dùng thi thơ đó là bằng tâm hồn của một cái người mẹ, cho nên đây là dùng cái tiếng mẹ đẻ gọi là phong ca hay là thi thơ. Và cái thứ hai mình sẽ hiểu nữa, chúng ta sẽ hiểu về cái thứ hai là nó là cung bậc cảm xúc. Người ta nói đó, cái lời thơ là nó đại diện cho cái tiếng lòng của mình, tức là cái cảm xúc của con người của mình đó. Bởi vì nếu mà chúng ta viết mà thơ mà nó không có cảm xúc thì là thơ con cóc, phải không? Và có những cái lời thơ nó được ra đời
Nó ra đời từ những cái sự đắng cay trong lòng người. Thì cái lời thơ này mình đọc mình nghe nó tỉ tê, nghe nó đau xót. Và có những cái lời thơ nó được thăng hoa từ cái sự trải nghiệm nào đó tuyệt vời ở trong lòng con người, thì họ sẽ nhả ra những câu thơ mình nghe mình được an lạc, mình được hạnh phúc. Vậy thì cái lời thơ nó là một cái phương tiện để chi gì? Để có thể truyền cái cảm hứng, truyền cái tâm thức của mình, truyền cái giá trị tinh thần của mình trao cho người khác. Và chính cái giá trị này nó mới soi dịu được cái khổ đau. Vì sao? Khổ đau nó ra đời từ tinh thần. Tinh thần bất ổn, tinh thần bị tụt, thiếu năng lượng. Thì lời thơ của Đức Thầy là những cái năng lượng nó cực kỳ vi diệu. Và những cái năng lượng đó nó cực kỳ mạnh. Khi mà chúng ta nghe nó đi vào lòng chúng ta, tự nhiên nó hồi phục sức sống của con người đang bị yếu đuối quằn quại khổ đau, là chúng ta tỉnh hồn ra liền. Và chúng ta cảm thấy an lạc, chúng ta cảm thấy vui liền. Thì cái này là cung bậc cảm xúc. Và cung bậc cảm xúc đó nó có giá trị, sẽ thức tỉnh lay động con người, làm cho một con người quằn quại mà có thể thành một cái con người an lạc. Và có những câu thơ bất ngờ mà đôi khi từ một cái con người này nó thăng qua tới cái hồn thơ mà tiên thánh ha. Nghe những cái câu thơ câu này mà bất ngờ người ta ngộ đạo, người ta giác ngộ, người ta giải thoát luôn. Em đứng yên hàng dậu. Đây là thơ hình như của thi sĩ Quốc Phong hay gì, lâu quá không nhớ. Nhưng mà tự nhiên cái bài thơ, ổng cũng đi qua đi lại hoài, bình thường đi qua đi lại hoài cái hạng bung bập á. Mà sao chưa thấy, bữa nay tự nhiên đi qua chậm chậm mà để ý, tự nhiên em đứng yên, em đứng ngoài hàng dậu. Bây giờ thấy em nở nụ nhiệm màu. Tự nhiên bữa nay thấy nó lạ, tâm hồn nó vui, nó an lạc, tự nhiên thấy cái nụ này nó nhiệm màu quá. Bỗng nhìn em kinh ngạc. Nó cũng nở hoài đó, nhưng mà không kinh ngạc. Bữa nay tự nhiên kinh ngạc. Ô, từ nay thấy nó đẹp, nó lạ, nó sao đâu á. Thì lúc này là lúc cảm xúc được thăng hoa. Và cảm xúc mình chạm trán vào những cái vần thơ, hay là chạm trán vào những cái tinh chất của cuộc đời. Bỗng nhìn em kinh ngạc. Nhìn hoài bữa nào chị Bế thì cũng thấy hoài, nhưng bữa nay tự nhiên thấy chị Bế kinh ngạc ra. Chị Bế có gì lạ quá, thí dụ vậy. Bỗng nhìn em kinh ngạc. Lặng nhìn nghe em hát. Tức là tự nhiên ở trong cái bông bụp này nó có cái lời hát ra. Mình nghe được đó mà mỗi khi mình không nghe. Lặng nhìn em hát. Lời ca em thiên thâu. Lời ca nó hay giống như trong đêm mà nghe có những tiếng ca, tiếng nhạc chiếu dắt á. Tôi sụp lại cúi đầu là lúc này ngộ đạo đó. Cái giá trị của dân thơ nó lớn như vậy. Tức là nó có thể đưa con người cho đến lúc mà con người chợt ngộ, thức tỉnh cái tâm hồn mình ra luôn. Cho nên thầy mới nói là hồn thơ tiên thánh sánh đạo màu. Thơ mà thơ thần mình đã biết đó, cái thơ thần mà đọc lên rồi là con người rung chuyển thay đổi hoàn toàn luôn. Cho nên gọi là dịnh phong ca. Thì giá trị của nó là tạo những cung bậc cảm xúc, nó thăng hoa cho tâm hồn con người mình. Nó có khả năng soi dịu khổ đau, và nó có khả năng là cải tạo cho con người mình thành một con người bình thường, trở thành con người tuyệt vời luôn. Nếu ngày nào mình trổ được cái sự vi diệu trong lời thơ đó, cái đó gọi là dịnh phong ca. Vậy là mình bốn câu có logic rõ ràng ha. Toan ly bể khổ, khổ tới ai là thấy cảnh khổ nè. Báo đặt dấu hỏi để kêu gọi sự tỉnh thức của chúng ta, phải làm sao thoát khổ. Nhưng mà trước mắt mình khờ quá, mình dại quá, mình không biết lo lắng gì chứ. Và đây là cái nỗi lòng của người mà thấy khổ, mà cái người ở trong khổ không biết khổ, cái tình thương nó làm khổ đau. Và thầy là cái bà mẹ, là cái ông cha đang nhìn thấy đứa con này nó lộn mê chơi, nó chưa có sự giác ngộ gì hết, nó còn non quá, nó chưa trưởng thành, thì phải tính làm sao bảo hộ cho nó, giữ gìn cho nó được bình yên, qua đỡ cái tai nạn trong khổ đau này, qua cho nó hết cái mùa dịch này, ví dụ vậy. Thì bằng cách là đem đạo lý thấm nhuần vào tâm hồn nó, và đạo lý đó được truyền tải qua văn thơ và lời thơ ca. Nó là tiếng lòng của bà mẹ, tiếng lòng của người dân tộc Việt Nam, và nó cũng chính là những cái cung bậc cảm xúc, nó sẽ giúp cho chúng ta thăng qua cuộc đời, nó sẽ soi dịu trong lúc chúng ta cô đơn lạc lõng lẻ loi giữa cuộc đời này. Tìm được cái bến bờ bình yên hạnh phúc. Thì thôi, đến đây mình xin hết nha, 30 phút rồi. Nam mô A Di Đà Phật.